cây kia phát hay cây này phát á, là cây này ra đi thì cho cái tàn nó đi ra, là tàn đi ra là ngon nhất. Lại đang bị giọt lên, và nói chung là mình hy sinh á, là mình lựa cây mình thấy ăn rồi nó suy nó còi quá đừng có trồng thêm, không trồng đừng trồng thêm, mình tiễn đi tiễn đưa thì được. Yeah. Đấy thì mình lưu ý. Rồi cái vấn đề tiếp theo nữa thì tại mấy em nói với anh rồi, nhưng mà em để em nói với chị luôn. Thì bây giờ thí dụ như anh đi anh cắt cỏ, thí dụ sau này anh cắt cỏ hay anh làm cỏ gì á thì anh đi cái đường này đúng không, thì giờ ống nước á, em chỉ anh này, ống nước anh phải ngay ở đây, ống nước anh ngay ở đây giữa hai cây anh làm cái ống nước nha, giữa hai cây là anh làm cái ống nước để làm gì, cái rễ nó ra tới đây rồi, bây giờ ống nước vô chỗ đây này, nhiều khi á, anh quay nó quay má mớm tới đây à, mục đích của chúng ta là nó quay rộng ra hết bên ngoài và không cần phải đưa vô bên trong gốc nha, anh lưu ý cái chỗ đấy thì sửa từ từ ống nước. Bây giờ dạ, chích đúng không, cứ chích nghe chỗ là chích hai cây một bếp ngay đây thôi. Dạ là đủ luôn á, thì sau này anh đi đường luồng anh vận chuyển nông sản rồi anh đi thì cứ đường luồng anh đi ok, còn anh làm ra ngoài đây thì hơi bất lợi này, nếu làm ra đây hơi bất lợi, đi dọc là dọc luôn còn dạ, ngang luôn dạ, đó để đi một đây chứ đi đó là vướng được đi dạ, đi này là đúng hơn. Thì ống nước mình phải quyết liệt là mình đưa ra liền, đưa ra bây giờ chuẩn bị là vài ba bữa nữa là nó nắng ra lại là hóc nước liền đâu, anh tưới á, nếu anh tưới nhiều vô đây á nó không, anh có đi phân sau này nữa nó không có tác dụng gì ở trong này hết á, rễ là đang ngoài đây rồi à, lưu ý cái chỗ đấy à, lưu ý cái vấn đề. Còn cái mít ruột gõ này nó vẫn có sữa đen nha chị, nhờ em chỉ cho, nhưng mà nãy giờ thì chưa thấy, có nghĩa là test má nãy trái kia thôi, nhưng mà để em từ từ như là không bị sữa đen luôn vậy nha, nó không bị sữa đen ha, đúng rồi chắc chắn dạ. Luôn rồi, nhưng mà giờ siêu sớm là sữa đen, sữa đen à, em siêu sớm em chỉ anh rồi. Thì cái ruột đỏ này á, nó cũng giống như mít Thái đây, khi á mà mình nuôi cái trái mít á, thì tại sao cái trái mít này nghe chỗ này nó méo, thì em muốn giải thích cho anh rồi, là nghe chỗ đây hồi xưa nó có một cái trái nhỏ nữa nó chùm vô đây nó thụ phấn không được đó, nó thụ phấn không được thì ông này bị méo, và lúc này là mình thiếu bo, không có bo mình phun vô, thiếu canxi bo. Và trái này á là thông thường á nha, cái trái này là sữa đen, còn biết cái vườn của chị làm sao này, vườn chị không có sữa đen rồi, có sữa đen đây. Thì để cái này là một cái dịch bệnh mà do con bọ xít mũi, một con bọ xít mũi nữa, má nãy chị chưa thấy con bọ xít mũi đâu, chỉ giờ. Thì cái trái mít tại sao em chỉ cho anh luôn, cái em nhìn cái mít Thái á, em gửi cho anh cái video, anh với em quay rồi anh sẽ gửi cho anh coi, là cái mít Thái là anh nhìn khác, còn cái mít sơ vàng, ruột đỏ sơ vàng này em sẽ cầm cái trái này em đi soi với trái khác để cho anh coi nha. Cái nhìn cái là phải nhìn cực kỳ tinh tế, anh nhìn cực kỳ tinh tế nha. Bây giờ này trái này chưa hiện thị rõ, trái đây cái bao giữ trái đây lại đây nha, anh nhìn này, anh sẽ nhìn thấy hai cái màu nó khác nhau này, đấy cùng ký cùng với nhau này. Đây, anh nhìn thấy này, anh qua chỗ đây là anh nhìn thấy hai cái màu nó khác nhau luôn này, cái màu này nó đỏ hơn này, màu này là bị bạc này, chị thấy không chị? Chị quay, nếu camera thì quay đây, đấy cái này đây, bây giờ là mình nhìn nhận vô là đầu tiên là mình xác định ở bên ngoài trước, tất nhiên là 100 trái không thể nào em xác định cho chị là chính xác 100 trái được đâu, nhưng mà chúng ta nhìn đây, chúng ta tiễn bỏ ngay từ đầu để sau này khỏi phải nuôi ông tay áo. Đó, giờ cái sữa đen này nó mua cũng 5.000-8.000 ký gì đó, nhưng mà thôi thì thà như mình đau một lần, lần đầu mình tiễn thà bỏ sót không có để. Thì bây giờ chúng ta quan sát đầu tiên trước là chúng ta nhìn vào cái màu sắc, thấy không, như trái bác này em không dám so được, nhưng trái này là chúng ta thấy rất là rõ ràng, và cái nó méo, mà cái đầu cuốn của bác này là trái nó bị tàn ong, và mình nhìn cái đít nữa này, đó là tàn ong. Đàn ông là giống như cái ổ ong mà nó tàn rồi đó, sau vài bữa nữa cái chỗ đây nó sẽ bị lủng lỗ. Đấy, thì bây giờ á, mình tiễn cái mít ruột đỏ là mình nhìn, mình nhát tay thì mình cứ thử, vườn này còn nhiều phải thử mới biết được. Thì bây giờ mình nhìn đầu tiên vô hai cái màu sắc, cái thứ hai là nó mốt méo, và cầm cái trái mít, cái trái này nếu không sữa đen thì cũng bỏ. Đúng rồi. Đấy thì má anh em rút cái kinh nghiệm chỗ đây rồi, còn một cái trái nó lớn hơn, trái lớn hơn một chút xíu, ví dụ như qua bên đây đây, trái lớn hơn chút xíu, trái này lớn hơn chút xíu nha, rồi cho nó hy sinh đời bố luôn nha. Rồi mình tiếc thì lễ đây là cái thử nghiệm và thực tế ngoài vườn, nó có sai cũng đền xì rượu thôi chứ không ai đền con gà hết á. Đây cái màu á, mình thấy giữa cái màu này này nó cũng cùng, nó không có được lên đỏ, và cái
muối á, đầu tiên là mình thấy là cái này là mai mốt là trái này là khui ra bán muối này hoặc là bán giá thấp thì mình tiện nó trước. Nhưng trái này là đẹp không, đẹp chứ, chúng ta nhìn cơ bản là nhìn ở bên ngoài và chúng ta thấy đẹp này, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái kẽ, những cái kẽ này này đó, mình thấy này nó gì, thấy chị thấy những cái kẽ chỗ này này phải không, xanh 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 đó, lớn lên một ổng sơ đen hai ổng sượng. À, đây cái đây là hồi xưa là cái đường kẽ này đó, đường kẽ này đấy thì bị ông bỏ xích mũi hoặc là con vi khuẩn nó xâm nhập nó phá vỡ chỗ đây. Đấy, còn cái trái này xưa đen hay không này em cũng chưa chắc 100%, lần này 50-50 nhân anh không. Cái này là, nhưng cái trái này tại sao em tiễn nó xấu, nên mình làm là để cho anh em thực nghiệm, chứ còn trái ở đây nó còn nhiều này, xưa đen này thấy không, đấy này mọi người này là con bọ xích mũi. Thì bây giờ anh cầm cái trái mít đây với cái trái mít mới nẻ mà nó lớn kia, anh cầm anh lại anh để vô cái màu là anh thấy nó khác liền. Mấy cái lá cho anh em nó không đâu đấy. Thì cái kinh nghiệm anh nhìn vô cái gai nha, trước khi bao là mình phải tiễn trước, anh nhìn vô cái gai rồi anh thấy lộm chộm rầu trước đây có ông nào ông chích chắc có 100%, phải có ông chích phải. Rồi ở dưới đây cái chỗ mới nãy mình quay cho chỗ nào ha, quay lại đây cái chỗ đây đấy, mình nhìn cái chi tiết nó nhỏ vậy á. Nhưng cái này thì hiện tại mít ruột đỏ này là bán vẫn có giá, rửa đen cách muối rồi bán cũng có tiền nhưng mà dưỡng đâu. Nên đó mình hướng dẫn cho bà con ở cái giai đoạn sữa đen là cái giai đoạn nào mà nó hay bị nhất thì em có thể báo anh. Dạ không, tí nữa không sao anh, thì tí nữa anh cho em trái mít chín rồi kia được rồi mang về bên kia được đâu, nó dưỡng rồi. Thì á chú nhìn cái trái đấy á, nó cũng có khả năng lắm nè chú. Dạ, nhưng chúng ta nhìn từ xa nha. Bây giờ chúng ta nhìn từ xa nha. Cái trái mà chúng ta đang nhìn kia. Đó, trái đấy không bị đó. Màu đỏ hiện hiểu. Đúng rồi. Đó, thì cái đấy là cái kinh nghiệm. Mình nó kiểu như nó bạc trắng tình đời đó. Mình rút kinh nghiệm. Cái này nữa là chị em tư vấn giùm chị. Dạ. Bây giờ cái lô mít chưa sớm thì sao đó. Dạ. Nó đang ngang tầm trung mà. Dạ. Bây giờ cưa mình ghép cái được má chắc vậy con. À, bây giờ chú cầm cái này này, bây giờ em cũng nói thật với chị luôn nha, ghép không thành công. Ghép không thành công nên thà em nói trước với chị luôn, cái gốc á, mà cái gốc ruột đỏ xưa đỏ luôn mà ghép chuyển qua cái này cũng không thành công. Đến một cái thời điểm tự nhiên cái bo nó ngủm cụ tẻo, nó không có thành công, nên thôi chị trồng cái mới là hợp lý hơn, và tiền ghép thì nó cũng tốt nữa, không cải tạo rồi trồng rộng ra nha. Dạ. Phải hỏi trước. Tại bữa anh Trương nó nói là cây cũng lớn rồi mà 3 năm mấy rồi. Không, cây đó sao đó mới 3 năm mấy à. Cây sau kia còn kia nữa nhưng mà chị trồng cũng chiếu mà. Dạ. Cứ rảnh nhiêu cái chị ra chị trồng. Lính rảnh ra cho ra trồng chứ không phải trồng đồng loạt đâu em. Rồi bây giờ cái sơ đen, vậy cái sơ đen tại sao nó bị sơ đen thì mình giải quyết nó cái giai đoạn nào? Cái giai đoạn đi tìm cái bông đã. Đấy. Em phải đi ngược qua đây coi. Rồi. Siêu sớm á. Rồi siêu sớm em đi rồi tí nữa em sẽ quay em quay trở lại. Đây, trái đây nè. Đấy, anh thấy này, trái đây này. Thấy không? Trái này là bỏ rồi. Không có trái này là không có để đâu. Nhưng chúng ta giải quyết sơ đen là sơ đen ở giai đoạn nào? Giai đoạn này. Trước cái mở cái cửa gà ra là mình phun chống sơ đen, phun canxi bo luôn. Và phải làm sao làm cái vườn của mình là phải không có những cái con bọ xích. Thì như cái trái này nè. Trái này thì em chỉ anh ha. Trái này thì em cầm cái kéo em bấm là chảy mũ. Nhưng mà ví dụ như á làm dày á thì nó không có chảy. Giữ cái cuốn lại, đúng không? Thì bao với anh là không có chảy mũ. Đó, mà trái này thì không lấy để đâu thấy không? Đó, một cách đơn giản là mình. Một cách đơn giản. Nhiều khi cái này em cũng học từ nông dân thôi chứ, nhưng mà cầm cái kéo cắt là chảy rọt á. Đó, cầm kéo nó chảy như tương như này thấy không? Đó, nhưng mà mình bóp nó lại rồi ok. Hả, à, rút được cái kinh nghiệm thấy không? Rồi. Qua cái chỗ đây chỉ cho cái sư đen giải quyết nó giai đoạn nào. Nào, đây phải không? Đây. Đi mà thấy mấy ông này này. Mấy cái ông giá mít này là thui thúi là bỏ, mấy ông không có tác dụng gì hết á. Đàn ông không có tác dụng ở giai đoạn này nữa hết á. Thì còn cái này á là nó tự thụ phấn.
nó tự thụ phấn nên là mình cứ bấm bỏ bình thường hết, bấm bỏ hết mấy cái đấy. Trái này là bị ông bò xích mũi ông cũng chích, trái này là bị chích luôn rồi, bị chích luôn rồi. Đây này, cái chỗ đây này, mọi người thấy này nha, đây đây này đó, đây chưa, đen đen chỗ đó đó là ông bò xích ông la lụm rồi. Bây giờ cầm cái kéo cắt thử nha, là mũ nó chạy này, thấy không? Nhưng mà mình bóp cái kia là nó không bị. Thì chúng ta phun là phun ở giai đoạn chống sâu đen là canxi bo, chống sâu đen siêu giáp ở cái giai đoạn này. Và khi nào trái mít nó hình thành xong, không xịt trong trái không, đúng rồi, xịt trong trái không. Rồi cầm chai nước uống, như để chú ông xách tàu ống. Dạ là cứ xịt trâu vô đây thôi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dày thịt dày đang đỡ, cứ đè trên lá này cứ hết cả đầu luôn, chết luôn. Cái trên lá này, cái vườn này trên lá hết xịt gì rồi là xịt sâu rồi, sâu á, sâu lâu không có sâu. Hôm bữa sâu là xịt nó còn giờ là xịt rồi, xịt nó là xịt trâu vô trái không, sâu đen xịt vô trái rồi. Từ thuốc tới thuốc, dạ trái đầu xịt đó. Uống nữa anh, dạ dạ nữa. Đấy, giờ ống nước thì giờ ra hang. Còn phân bò muốn đi á là cứ uống y như nghe, để nghe chủ ống nước á chú. Ống nước luôn, dưới ống nước. Dưới ống nước. Như vậy á là nó tự nó ra. Tự nó ra. Như bây giờ rễ nó giáp hết rồi. Chứ còn để ông này không ăn gì được này đó. Hôm nay giờ dinh dưỡng, giờ có đi dinh dưỡng đi phân cỡ nào cũng không ăn. Trong góc này là để hồi nó nhỏ đó. Dạ. Nó đi ra rồi. Bữa chăm thêm là cũng lâu rồi. Phẩm giờ cũng lâu rồi không đi phân lâu bò. Lâu bỏ nó, nhỏ thôi đi phân bò nhiều sâu đen có. À, thực ra là phân bò nhiều sâu đen thì cái đấy là cô không phải tậu mấy ông bán phân bò. Cái phân bò á là nó có một cái dày, nói về dinh dưỡng không nha. Cái phân bò á là ví dụ như một tấn phân bò nó chỉ bằng khoảng chắc nửa ký NPK, nó là gọi là phân bón là nửa ký, hoặc là chắc cũng bằng gói humic thôi, nó không có dinh dưỡng. Cái đấy là mình cũng nói thật, nó có dinh dưỡng nhưng nếu có thì có ở dạng khó tiêu, cây không hấp thụ được, không ăn được. Thế nó chỉ là mục đích là xốp đất. Thì cái ưu thế của phân bò là xốp đất, nó vậy thôi. Chứ còn mà vấn đề á, cái phân bò này cũng có một cái bất lợi, cái phân bò này á người ta nói mình người ta ủ nhưng mà chưa chắc ủ tới, rồi ở trong đấy bông cỏ rồi ấu trùng này nọ tiếng trùng đủ thứ hết, thì nó để gây hại cho cây. Nhưng nó có cái lợi là làm cho xốp đất, cải tạo được đất là cái xốp. Thì giống như bây giờ á là vườn mình thấy sao mua phân bò không, anh cứ anh nuôi cỏ, anh cắt cỏ, cắt bằng cái máy đẩy, máy điều khiển gì đó, anh cắt cỏ thì cái cỏ nó sẽ xuống mình tưới cái trico humic, có trico đề ma, nó sẽ tan cái cỏ tạo thành phân xanh. Thì bò nó ăn cái gì? Ăn cỏ. Thì đồng ý với mọi người là trong cái ruột bò nó sẽ có enzyme này nọ để phân hủy cái phân. Nhưng chúng ta nếu như chúng ta không cần phải mua cái nguồn phân bò thì mình cứ nuôi cỏ, mình cắt cỏ rồi mình tưới nấm thì cô xong rồi nó tự tan tạo thành phân, thì cái vườn của mình nó sẽ xốp. Thì mục đích của phân bò á là thực ra nó không cung cấp dinh dưỡng gì nhiều, nó có nhưng rất ít. Cái đấy nó cũng nói thực tế như vậy để cho mọi người nắm. Và cái phân bò này anh muốn đi là anh đưa ra y ngay chỗ cái ống nước, cứ vậy thôi. Anh cũng để bao vậy, để y ống nước nó tan ra, nó tìm tắt nó ăn là rồng, còn nhét vô đây là không được nha. Thì mình giờ mình cải tạo lại thôi. Bữa giờ để ra. Kêu mua máy cắt cỏ chứ đừng có xịt thuốc cỏ kìa. Sắm máy đẩy vậy, cái máy đẩy nó cũng có 3,5 triệu cái máy. Dạ, sắm máy đẩy cho bộ. Chị mua 2 cái. Để nhà em ở Sài Gòn em đang có một cái, em về em làm vườn của em mới á, có đi để em coi em chỉ chỗ cho. Mua giùm chị 2 cái mới chỉ chỗ đấy, chị mua 2-3 cái đó. 2 cái. Giờ nói chung là vườn cây nó lớn rồi. Dạ. Thì cái cỏ nó cũng không có âm tầm như cây con rồi, dễ làm rồi. Bây giờ vậy riêng cái cây đây nha, đầu thẳng luôn cái cây đây luôn nha. Ừ. Thì cái cây đây thấy sao, mà cái cây đây là đang là không có mang trái. Sáng giờ nông dân ai gọi tín rồi xíu nữa, còn đang ở vườn xíu nữa rồi. Ok rồi bây giờ cái cây này anh tỉa nha. Anh tỉa là đừng có để lòi ra dày nữa. Thấy yếu điểm nào phải không? Tỉa sát. Tỉa lòi ra là mai mốt tạo thành cái lỗ. Rồi, cái thứ hai nữa là bây giờ quyết liệt cành. Mấy cành này, này, anh thấy này nó đi lên là bỏ.
đó, mục đích của mình là để ngang mà. Tiền là nó nằm đây, không có tiền nó đi xéo lên kia được, nó cũng giống như sầu riêng vậy đó. Đấy, thì anh ưu tiên là cứ đi ngang là anh giữ được những cái tầng ngang. Còn cái thằng nào mà đi lên, thí dụ như vậy, cái chàng này, đây nha, cái chàng đây nha, thí dụ vậy thôi, trời em hơi lùng. Đó, cái chàng nó đi lên, đúng không? Đó, thì bấm nó, giữ cái cành này nó ngang, thấy hợp lý liền. Còn á, ông này ông đi lên, nuôi dê nha. Nuôi dê, thì ông này đi lên á, thì bắt buộc mấy ông kia ông phải đi lên. Và chúng ta làm gì, mấy cành khô này, bỏ. Thì trong vườn khi anh làm á, mà mấy cái cành khô này á, nếu anh để á, là sao? Mấy con mà cái con mọt chuỗi nó ưa lắm, mấy cái chỗ nào nó khô khô là mọt có chung vô và nó phá. Thì nên á là chúng ta lưu ý những cái vấn đề là chúng ta đi tiễn, và những cái cành mà xanh xanh cộng nằm trong này là bỏ, trái thì mình vẫn để, không có sao hết, nuôi được. Đấy, thì cứ cành khô là bấm. Ví dụ đây này, cái này là cái hiện hữu chị, mấy anh chị nhìn thấy này, đây cái cành này này, nếu như mình tin ý mình đi tiễn, sau mình cứu quân đi tiễn á, là anh sẽ chuyển giao cho quân cái cành nào nó đi lọt lên ở trên, đâu tác dụng gì đâu, đúng không? Đó, tự nhiên anh bấm cái nó thông thoáng ở chỗ này, cái thằng kia nó có điều kiện đi ra. Đó, nó chỉ có những cái mẹo nho nhỏ vậy thôi, nhưng mà nó sẽ giúp được cái vườn mình là nó kéo điều kiện. Rồi bây giờ cái cành này là anh biết là cái cành đực rõ ràng vậy nữa. À, hủng vô, đàn ông vậy thôi anh, cứ giai đoạn này là nó loại bỏ. Đấy, hủng vô, phải không? Rồi, nếu như cái cành này này có cái thang, thì anh chặn cái đầu ngọn ngay chỗ khúc kia cho nó xà ngang ra. À, gạch cái. Đấy, đàn ông nó chỉ lợi dụng ở được cái khúc, một khúc thôi, lúc nhỏ. Cái tỉa cành nó cũng rất là quan trọng. Và anh để ý rồi, để em nói rồi ha, bông mít thì nó ưa ra những cái cành chỗ đây. Cái chỗ nào mà có cái cành ưa ra, nó không bao giờ nó mọc ở trên thân cho anh đâu nghe. Đấy, thì lưu ý là nhớ cái điểm đấy. À, cái cây mít này á, là anh có thể chặn ngọn được. À, cái mít kéo dài, chặn từ ở trên anh chặn xuống khoảng cho em là nửa mét, là để cho nó hùng bớt lại, chứ mai mốt mà nó lên lúc lên cao kia là hai trái nó mọc ở chỗ nữa rồi mệt lắm, nó đã bị vượt lên đấy. Còn nếu như á, mà cái cây này để giờ đừng nghe chỗ trống, mà đừng có trồng cây nào nữa, để im đấy chỗ đấy. Ờ, đừng có, cái vườn này nó là đừng có trồng chỗ nào nó trống, là đừng có trồng nữa. Đây đây, ví dụ như đây thì mọi người đang thấy này. Thế vì hồi xưa mà anh nắm được cái kỹ thuật á, tại vì thật ra là cái gì không phải cái gì mình biết hết, mình phải biết từ từ. Ví dụ như anh nắm được cái kỹ thuật á, thì cái cành này này, cành này là cành chính rồi, đúng không? Cành này là cành chính, thì ông này ông đi lên á, lúc nào ông có một vài cái cành ngay đây, anh chặn cái đầu ngọn ở đây thì ông đi ra vào đây là ngon lành. Ông đi ra, mà cái khuyết điểm ở đây thêm mà tại sao ông đi lên, nó mưa đi lên nhìn này, ông tìm ánh sáng, tại vì ở đây chúng ta đang bị rập. Cái mít này nó rất là háo sáng, có là thấy ánh nắng là nó đã giọt lên, nó kiếm đường nó đi. Nó là sau này tiễn thì anh cứ anh chặn cái đầu ngọn, thấy không? Sử dụng như cành đây, đây nha, thì cành đây này, anh chặn ngay cái đầu đây, đó, anh chặn ngay đầu đây thì cái cành này nó to, nó đi xà ra, nó bung ra, nó y như sầu riêng vậy thôi. Không có, đây này anh chặn ngay chỗ đầu đây, thì ở trên kia nó không có bị liếp tàn thì mấy thằng kia nó mới có lòi đầu ra. Cái tỉa cành nó rất là quan trọng, thứ nhất là loại cành khô để cho nó không có bị gọi là mọt chuỗi. Cái tỉa cành nó quan trọng cực kỳ để xử lý cái cây nào á mà không mang trái, anh được quyền cắt ngọn, anh được quyền cắt ngọn, anh được quyền tỉa cành. Còn ví dụ như cây đang mang trái, anh tỉa cành gì? Anh tỉa cành khô, không có tỉa cành già. Chưa có trái là hạ đọt được. Rồi, hạ đọt được. Có trái ăn khoảng lên hạ năm, hạ xuống khoảng 5 đến 7 tốt thôi. Dạ. Đừng nhiều nữa. Chị cũng học lớn lớn trên mạng được. Học lớn lớn trên mạng đúng không? Lớn thôi. Đấy, như cái cành như thế này nè, hồi xưa á, mà đừng có để nó lọt lên trên kia, thấy không? Thì ví dụ như xưa anh chị mà chặn nghe chỗ đây đó, nghe từ khúc này thì cái cành nó to ra nè, anh chặn thấp xuống, hồi xưa có chặn rồi mà để nó vọt lên nữa chứ. Đó, còn cành khô là đắng hết, khô đi lên hay cành nhỏ nhỏ vươn lên là đắng hết. Đây, như cái cành này nè, cái cành này nè. Đây, nè, thì xin cái cho biết. Từ từ để đây này, cái đầu ngọn này anh chặn cái đầu ngọn này, nghe chỗ cái kéo em bấm đó, chúng ta khi bắt đầu chúng ta nhìn thấy cái sự thông thoáng nó rõ ràng luôn nha mọi người. Rồi đỡ em bấm cho nó đứt cái da đấy đó, bắt đầu thấy cái sự thông thoáng liền. Rồi mấy ông này ông mới có điều kiện, ông này nè, ông mới có điều kiện, sau này ông lớn lên ông mới mang trái được.
đó. Đây mấy cành này này, bỏ này đó, mình cứ chèo chèo đi lên áp thăng vô là lụm nó hết. Không, cành khô để mọc chủ dữ lắm. Không, bữa nào phải anh em phải làm xị rượu với con gà nó mới ra ngô ra khôi được phải không? Bình 10 lít em lên đây em không thể lại đây. Không rồi chị cho ông anh đúng vậy, em tiếp thêm mật gấu. Mật gấu. Ủa với mật gấu. Còn mồi là đặc sản Củ Chi là bò, gà. Nhà chị thực ra nó rất gần nhà em. Em không ở Bến Tre lên đâu. Em từ Bến Tre em hôm qua em đi Bình Thuận. Xong rồi em về Sài Gòn. Em ở Sài Gòn em mới lên đây nè, mới sáng sớm vậy á. Em ở Bình Tân, nó gần xịt chị mà á, chỗ ăn xương lên chút xíu với máy. Thấy không, mấy cành tâm, những cành xanh xanh nè, cành chưa hó gỗ á, cành xanh á. Ờ, gặp thường. Anh để ý giùm em nè, anh, em chỉ luôn nè. Tại sao mấy cành nó khô nha, là mấy ông nào xanh xanh á, là ông khô. Thấy à, đó, còn ông nào hó gỗ á, là ok, thấy à. Anh để ý này, cành này ở trên này chuẩn bị cũng khô á. Thế nên là cành nào xanh á dọn tiện đưa. Này bấm cái này, mai muốn có ra trái vô đây nè. Bấm là bấm sát luôn, để cái máy kéo dài bấm luôn. Trái thế nào nó cũng ra đây, không chắc cái đường nào hết đó. Nó không có ra được trong này, nhưng mà cứ mấy cái khứa ra đây. Này này không ra được trái rồi. Đó, đây là gọi là cành cái. Nên là nó đang tách ra ngoài của cành cái. Cái bằng. Ừ. Vậy đàn ông vậy thôi anh, cái đâu có đâu mà anh lợi dụng được hoài, đàn ông có một thời thôi, mình được rồi. Đấy, vô trong này này, trời ơi, mấy anh tiễn, ok, cái này là chèo non, cứ chồi đi lên. Cái này là phải hạ. Dạ. Hạ. Đây này, ví dụ như cái cành này nè, để này, để cành này thất bại này, nhưng mà nếu bấm dày, đó, nó đi ra thấy rõ. Ông này ông đi lên đây, cái ông trong mấy ông trong này ánh sáng đâu có, ông muốn ra cái chùi đây nó ông ra cũng không được, không có nứt luôn. Đây cái đây này đó, thí dụ như vậy đang thẳng lên đây thấy không, không để cái do muộn mít thôi đấy, thì bấm tự nhiên cái ông này ông có điều kiện ông đi ra nó thoải mái liền. Hiểu rồi. Ừ, chị vậy đâu. Chị tỉ nhưng mà chị không có nắm được cái kỹ thuật này. Như là nó hơi nhát tay nữa chứ bộ trưởng này không có giỡn. Tiễn là hơi nhát tay. Dạ. Ví dụ như này, anh cũng là nó chỉ là một cái bí kíp nhỏ nhỏ, thí dụ như anh để anh nhìn thấy này. Cái cây này nếu như bà con kinh nghiệm là quán triệt, cái cành này chắc chắn là sẽ không mang trái. Cái thứ hai nữa là cành đực. Cái cành này nếu như có mang trái, cái này nó đụng cái này. Đấy. Đó, này anh Tư này. Đó, thí dụ như á, nếu như cái cành này mà nó nằm ngay chỗ đây thì mình giữ hợp lý. Thấy không? Còn cái này, hai cái này nó đang song song với nhau mà ông đực nữa mà ông song như vậy thì nó hút dinh dưỡng, nó hút ở đâu? Mấy ông này ông hút này. Ông làm ăn làm cơm làm gì hết đó. Cái này là nuôi dê, bỏ dê ok lắm á. Hơi khô nữa anh. Hơi khô ha. Đó, cành xanh xanh như vậy. Này. Cành xanh xanh dài này mà muốn nó cũng ngụm củ tỏi thôi tiện đưa. Rồi mình lưu ý luôn là cây nào đang mang trái thì không tiện, cây nào mà làm trái chuẩn bị phục hồi nó thì tiện nha. Vậy thôi chứ không gì hết á, cứ mình hiểu cái nguyên tắc là mình đi tiện từng khu thì em nghĩ rằng á, nên má anh em làm á là nên làm khu rồi nó dễ. Có nghĩa là hôm nay làm khu bên trái theo lô đấy thì mới dứt điểm được. Chứ mà đi cầm cái kéo mà ngứa bấm không bao giờ đi được. Từng lô. Cái vấn đề ở đây, cái vườn này nó có thêm một cái vấn đề là nước. Nha, cái nước. Tại sao ngoài kia cái mít thái mà thì thấy lâu lâu nó ngủm cua tẻo con cây. Là nước nó đang bị nằm ở trong cái khu của nó luôn. Có riêng một góc trời của nó nước luôn. Nên á, bây giờ á, nước ngoài kia gì không xả được. Thì ở đây nếu có đường mương, cái này là nói để sau này mình xả từ từ. Nếu như mình kiến thiết. Cái này nói thực sự như vậy, nếu mà chị làm lại xỉa rảnh rất là khó. Cái này khó. Cái này nói thiệt luôn là đụng rễ đụng đồ khó. Nhưng thí dụ như để thoát được cái nước á, thí dụ như kiểm tra cái góc nào mà nó úng quá là mình phải khai nó. Thí dụ như chỗ đây, có nhiều vườn họ bắt buộc là phải đào cái lỗ.
để nước ở trong kia nó trút ra đây. Ví dụ mưa nó trút ra, nó chỉ cần mình nói ờ đất này yên tâm anh, đất cát nó rút nước nhanh, nhưng không, nó là nó ngầm cục bộ trong nằm trong đấy. Và chỉ cần mà dính một cơn mưa bữa sau là lá chúng ta là nó đỏ như lá mùa thu vậy đó, là cái tình trạng sốc nước. Thế nên á thì bây giờ cái vườn này á, giờ nếu như sẽ rảnh được sẽ rảnh, nhưng mà có cái khuyết điểm khi sẽ rảnh thì động rễ nó cũng cực kỳ đau lòng đấy. Thì bây giờ chỉ có một phương pháp là sẽ từ từ, sẽ nhẹ từ từ làm sao mà nó thoát ra chỗ đây, hoặc là đào cái lỗ nhỏ vậy đó để cho nó thoát được cái nước khi mà gặp mưa. Chứ còn khi mà mưa nhiều á là nó chỉ cần những ngâm thôi chị, mà nó cứ đi cà nhũng nước mà chừng nửa tiếng đồng hồ là cây mình nó bị ngột, nó yếm khí không thở được. Rồi cái vấn đề ở đây á thì nó cũng nôm na vậy, em khuyến khích là chị á nên để cỏ và cắt cỏ hợp lý nhất, tiết kiệm được cái chi phí phân bón, là cái cỏ này nó sẽ tạo thành phân cho mình. Còn đừng có xịt, và xịt cỏ nó cũng có một cái lợi á là nhanh, nhưng có cái hại là nó sẽ tạo cái hốc nếu cây mình đang mang trái nha, là nó nắng lên, nắng một cái nó hốc lên và cái tán xạ ánh sáng, tán xạ nhiệt vô cái trái mít của mình, nó làm cái da mít xấu. Thì nó vậy là những ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm thì thấy bộ lá là già nuôi trái ngon, nhưng cái phân dinh dưỡng cũng bị thiếu. Cái dinh dưỡng này á, nếu như bộ lá mà dập cái bộ xô nuôi trái vô nha, là bảo đảm cái vườn này nó phực nuôi mít to tròn, trái nặng ngay. Tại vì cái lượng trái nó không nhiều, bộ lá nó cũng là chuẩn. Nhưng cái trước khi đi làm cái tưới phân bằng hệ thống bồn á, cái này chỉ có tưới phân bồn qua bồn không, chứ gọi là đi rải thì không ăn thua, mà cây nó cũng không hấp thụ được. Rải mà phân NPK, phân ngục. Em chỉ cho làm cái bồn, nhưng mà trước khi làm là phải dời cái ống nước ra. Là em chỉ cái phân á, chị pha phân nước á, chị thấy hay lâu lâu em quay video á, pha vô cái bồn là cái motor bật cái là này ăn là rau. Bây giờ đây nè, chị không có cái đó, nhưng mà chị có mấy thiết bị tập trung á. Dạ. Chị có cái máy, chị xịt. Xịt chị đúng rồi. Chị rã, chị xịt gốc, xịt lá, xịt gốc, xịt lá. Cái nào mà ăn qua lá được chị xịt qua lá. Dạ. Còn cái nào mà xả gốc thì chị xả gốc, chị kéo đi xả gốc, dạ. Cái đó thì nó cũng có một cái ưu thế, nhưng có một cái là nó bị tốn công. Tốn công nó không có tốn phân nhiều, nó không tốn phân. Mình đi như vậy á, một vi là bao nhiêu gốc thì cái người đi xịt họ chủ yếu bao nhiêu gốc mà đi thì nó ít tốn cái phân hơn. Dạ. Nhưng mà nhờ cái hệ thống chị có sẵn rồi. Dạ. Thì cái đó là chị kéo gọi là cái máy áp lực. Còn nếu như chị tính mà gọi là sửa tốn phân á, yên tâm cái vườn là mít này nó đã đi ra hết rồi. Chị tính thí dụ như là một cái thùng đó cho 500 cây là chị đẩy một cái khu đó 500 cây là nó đều bon hết. Rồi, thì em cái nữa chị hỏi. Dạ. Xịt qua lá thì mình biết cái kỹ thuật rồi. Dạ. Nhưng bây giờ nếu mà xịt phân gốc, thí dụ như rải phân gốc thì phải đây rải ra đây. Cái phân gốc này cứ ống theo ống nước. Dạ. Tưới phân gốc thì tưới vô cái khoảng cách nào? Từ từ đây chỉ cách ra 1/3, từ ra qua đây ngay chỗ đây cái tán này, là từ cái chỗ đây ra đây là ok. À, đó. Xung quanh gốc ở chỗ này cứ đúng rồi, nó không có giăng vô gốc là ok. Nghĩa là bây giờ là gần như cái rễ mít của mình nó đang bao phủ hết rồi. Ừ. Nhưng cái rễ cám nó đang nằm ở ngoài đây này, nó đang nằm ngoài đây này. Ừ. Chị giờ chị tưới nước kia nó không ăn đâu. Ừ. Nước nó cũng tưới không được, nó nằm hết ngoài đây. Ừ. Đấy. Thì lâu lâu á chị thấy á thì chị vẫn tưới nước, mà lâu lâu thì thấy nó đỏ lá. Ừ. Nó lâu thì thấy nó đỏ lá là ngoài đây nó hụt nước. Ừ, hiểu rồi. Ừ. Giờ phải lôi cái này đưa ra ngoài. Lôi phân bón nó đi hết qua đây. Dạ. Kéo ra là xong rồi, tại mình cái hệ thống tưới nhỏ giọt mà. Ừ. Kéo cái này nó là... cái này nó quay và nó quay. Thì anh muốn mà nó lượng nước nhiều thì anh siết khu lại. Ví dụ như khu anh tưới 200 cây thì bề bữa là anh tưới 500 cây thì anh siết lại một nửa thì anh tưới rồi bắt đầu chia khu đó. Nắm được rồi ha. Nắm cơ bản rồi vậy nữa đúng không? Được. Còn bây giờ cái sơ đen. Cái sơ đen thì cái sơ đen cứ mít ruột đỏ ha. Cái sơ đen là mất em cũng giải thích y như cái thằng kia không cặt cái đường nào hết. Mình di chuyển rồi đi di chuyển. Dạ di chuyển. Di chuyển đó.